Ok, hello anh em, chào mừng tất cả anh em quay trở lại nhá. Ok anh em ạ, trong tập hôm nay tôi sẽ xây cổng và cầu anh em nhá. Tôi sẽ xây một cái cầu nối từ cái làng nấm của tôi ở đây này à, nối qua cái nhà cáo tuyết của tôi à, thì sau này khi mình đưa dân tới là dân là nó còn qua bên kia chơi được chứ à. Sau đó là tôi sẽ xây thêm một cái cổng nữa ở đây và một cái cổng nữa ở bên kia luôn anh em ạ à, chắc chắn là sẽ rất là đẹp luôn anh em ạ. Ok anh em ạ, thì trước khi mà vào video ấy, thì nếu mà anh em mà thích hai thể loại Minecraft sinh tồn và Minecraft sinh tồn siêu khó thì anh em đừng quên nhấn nút đăng ký và click vào biểu tượng cái chuông ở bên cạnh để không bỏ lỡ bất kỳ một video nào mới của tôi anh em nhá. Bởi vì là kênh YouTube của tôi chuyên về hai thể loại luôn anh em ạ. Anh em chắc chắn sẽ không thất vọng đâu. À, rồi, chúng ta bắt đầu xây luôn thôi anh em ạ. Trong khoảng thời gian offline ấy là tôi đã chuẩn bị đồ rồi anh em ạ. Tôi đã chuẩn bị đồ xây cổng đây. À, để mà xây được một cái cổng ấy là chúng ta cần bằng này đồ anh em nhá. Tôi sẽ để cái danh sách đồ này ở dưới phần mô tả luôn. Đấy. Ok các em nhá. Thì đầu tiên ấy, chúng ta sẽ dùng gạch đá này và dùng tường gạch đá. Và chúng ta chọn chỗ đây anh em ạ. Tôi là tôi nghĩ là tôi sẽ xây nó ở cái chỗ mép này này nhỉ. Đây thứ hai là xây ở thẳng cổng đấy nhỉ. Thẳng cổng anh em nhá. Đây này. Đó. Thế là ở đây à? Thế nếu vậy thì ở đây thì nó sẽ hơi bị thiếu đất anh em ạ. Nếu mà như vậy thì thôi ở đây đi anh em ạ. Ở đây nhá. Được rồi nhá. Để từ từ để tôi dùng đuốc để tôi đánh dấu đây anh em ạ. Tôi sẽ cách ra 3 ô này. 3 ô này, 1, 2, 3 ở đây này. Đây, tôi phá cái rương đi anh em ạ. Rồi, 3 ô này. Xong rồi tôi lại cách ra 3 ô nữa ở đây tiếp này. Ở đây tiếp này. Từ đây là tôi sẽ nối dài ra 6 ô này. 1, 2, 3 này, 4, 5. Ấy chết cha rồi. Nếu vậy là hơi thiếu à. Nếu vậy là bị thiếu mất một cái ở đây anh em ạ. 1, 2, 3 này, 4, 5 à. Xây ra tận ngoài này à. À, xây ra tận ngoài này thì hơi buồn cười anh em nhỉ. Mà thôi cũng được. Vậy đi. Ok anh em nhá. Ok, chúng ta sẽ bắt đầu xây ở đây. Đầu tiên ấy là chúng ta sẽ dùng tường gạch đá và chúng ta xây cái này anh em ạ. 1, 2, 3. Đấy. Và sau đó chúng ta sẽ cách nó ra một block và xây tiếp 1, 2, 3 cái tường tiếp anh em ạ. Ok chưa? Xong ở giữa ấy là gạch đá. Đó. Và tiếp tục cái này anh em ạ. À chết cha rồi anh em ạ, tôi nhầm. Ở giữa này là thân cây sồi anh em nhá. Không, ở giữa này là thân cây vân sam. Đây, ba thân cây vân sam anh em nhá. Rồi. Xong bây giờ chỗ này này thì chúng ta xây tiếp tục ở bên cạnh. Là chúng ta lại cách được một ô nữa này. Xong xây ba gạch đá vào. Xong rồi là ở chỗ giữa chúng ta dùng tường gạch đá anh em ạ. Đấy. Và chỗ này này là chúng ta lại dùng thân cây anh em nhá. À, xong rồi là các cái bên cạnh này này là mình làm giống cái bên này thôi này. À, thì lại là tường gạch đá này. Đây. Đấy, và tường ở đây nữa này. Ok chưa? Xong ở chỗ giữa là gạch đá. À, khá là đơn giản anh em nhỉ. Ngon rồi đấy. Xong bây giờ ấy, chúng ta sẽ copy cái này qua bên này anh em ạ. Thế nhưng mà phải dịch qua 3 ô anh em ạ. 1 này, 2 này, 3 này. À, thế nếu vậy là tôi sẽ copy nó ở ô này này. Đó. Ơ, thế quái nào mà tôi lại bị thiếu tường gạch đá anh em ạ. Buồn cười nhở. Chắc là tôi chuẩn bị thiếu rồi anh em ạ. Để từ từ để tôi về nhà để tôi làm thêm nhá. À mà thôi anh em ạ. Anh nó có gì tôi dùng cái đá ở đây tôi làm luôn đi anh em ạ. Thì chốc nữa có gì mình về nhà mình làm lại cái tường gạch đá sau. Chết cha rồi, vì sao mà tôi cứ xây nhầm ở đây ấy nhỉ. Đây này. Đây, rồi. Nào bây giờ làm tường gạch đá là mình đặt thế này đúng không. Đây rồi. À, tôi bị thiếu mất hai cái anh em ạ. Rồi, ok ở đây anh em. Thế là chúng ta xong được hai bên rồi nhá. Bây giờ ấy là chúng ta xây lên anh em ạ. Mà trước khi xây lên ấy thì chúng ta sẽ dùng cái đá này này và chúng ta sẽ làm cái nền. Cái nền là chúng ta phá đi các cục đất ở bên dưới các cái tường gạch đá và đặt đá vào. À, đó thì mình cứ làm vậy xung quanh đây thôi anh em ạ. Thật sự là tôi phải dùng tay không anh em ạ. Bởi vì nếu mà tôi dùng xẻng ấy
là xẻng nó khỏe quá là khéo là nó đào đi mấy cái cục mà mình không cần đào ấy. Thế nên là tôi dùng tay không cho nó an toàn. Rồi anh em ơi, ngon rồi đấy. Xong bây giờ tôi sẽ xây lên anh em nhé. Thôi thì lên thì tôi dùng nước tôi lên cho nó nhanh anh em nhỉ. Đây. À, rồi. Bây giờ ấy là chúng ta dùng thân cây và chúng ta xây mỗi cái chỗ thân cây này là lên thêm hai block nhá. Đó. Cái bên này nó cũng vậy luôn này anh em này. Đấy, hai này. Đấy. Xong bây giờ ấy, chúng ta sẽ dùng đến những cái cầu thang anh em ạ. Chúng ta đặt nó vào các cái tường gạch đá. Đặt nó chiếu về bên trong anh em nhá. Á, thế này này. Úi giời ơi. Rõ ràng là tôi đã ấn nhảy vào đấy anh em ạ. Hình như là tại là tôi đứng ở cái tường gạch đá ấy, thế nên là tôi nhảy không được. Rồi đấy anh em. Ngon rồi đấy. Sau khi mà xong cái này rồi ấy, là bây giờ là tôi sẽ xây tiếp cái đoạn ở giữa nhá. Cái đoạn ở giữa ấy thì là anh em sẽ dùng gạch đá này xây lên hai cái. Có một cái đây anh em ạ. Đấy, ok chưa? Ở đây mà. Đây chứ. Ô này, đấy. Xong đó là anh em sẽ dùng đến cái cầu thang gạch đá. Và anh em xây nó như này. Anh em xây nó bị ngược xuống đấy. Ok chưa? Làm như vậy với cái bên này luôn. Đấy. Xong rồi bên trên cái tường gạch đá ấy là anh em đặt những cục gạch đá vào. Đó. Xong rồi anh em dùng đến những cái phiến gạch đá và đặt nó vào đây anh em ạ. Đặt nó ba cái vào đây anh em nhé. Thực ra là dùng cái gạch đá và đặt vào đây cũng được anh em ạ. Đó. Xong đặt lên bên trên cái gạch đá này này. Một cái phiến. Đó. Và đặt thêm một cái phiến ở bên ngoài này. Đó. Khá là easy anh em nhỉ. Sau khi mà anh em xong như vậy là bây giờ là anh em dùng gạch đá này và anh em xây ở cái rìa ngoài. Đó. Thì là anh em cứ lấp lên thôi. Ok chưa? Đấy. Xong thêm một cục ở đây. Đó. Làm tương tự như vậy với cái bên này anh em ạ. Rồi. Xong rồi anh em dùng phiến gạch đá và anh em xây theo cái này này. Đó. Chúng ta tạo cái hoa văn cho nó đây anh em. Có đẹp không anh em? Khá là đẹp anh em nhỉ. Đấy. Xong bây giờ ấy, chúng ta sẽ dùng đến 4 cái tường gạch đá nữa và đặt lên bên trên các cái thân cây anh em ạ. Đấy. Xong ở bên trên 4 cái tường gạch đá ấy, là đặt 4 cái đèn lồng anh em nhá. Đẹp lắm anh em ạ. Chút nữa xong rồi tôi cho anh em xem. Đẹp mê ly. Sau khi mà anh em xong cái này ấy, là bây giờ là anh em sẽ dùng thêm phiến gạch đá và anh em xây nó vào hai bên này này. Đó. Xây nó vào 4 cái góc đấy. Đó. Thế là chúng ta xong được bên trên đấy anh em. Ngon lành rồi đấy. Giờ chúng ta sẽ dùng đến những chiếc cửa sập anh em nhá. Và chúng ta xây này này. Chúng ta sẽ cứ cách ra một ô là xây một cái. Đấy. Ok chưa anh em? Đấy, mình cứ làm như vậy anh em nhá. Cứ làm như vậy ở cả đằng sau này luôn này. Có vẻ là tôi chuẩn bị cũng khá đủ đồ đấy anh em nhỉ. Đóng vào. Đó. Xong rồi thì ở cái khoảng trống ở giữa ấy là chúng ta sẽ dùng một cái biển anh em nhá. Đây này. Đó. Ơ. Có vẻ là tôi bị thiếu biển rồi anh em ạ. Có vẻ tôi thiếu biển rồi. Thôi rồi, tôi phá cái này đi. Không sao. Tôi là tôi có cái gỗ này. Có thể chốc tôi vào tôi lấy rồi tôi làm theo cũng được. Đấy, biển này. Đó. Lên này. Đó. Đấy, có vẻ là mình còn thiếu 4 cái anh em ạ. Để từ từ tôi vào tôi làm thêm nhá. Ok, anh em thông cảm tí nhá. Hôm nay là tôi bị khản giọng anh em ạ. Bị khản giọng nhưng mà vẫn cố gắng làm video cho anh em đấy. Ok anh em. Đây, để từ từ tôi tìm nào. Đây này, tôi biết mà. Tôi biết mà. Tôi quá nhiều đồ luôn anh em ạ. Bây giờ là tôi cần làm thêm một vài cái biển này. Cái biển. Thế cái biển làm thế nào ấy nhỉ? À, tôi nhớ rồi. Cái biển là mình cần gậy đúng không? Mình cần gậy và mình cần ván gỗ anh em ạ. Đấy, ba biển rồi. Tôi cần 4 cái luôn. Đấy, ngon rồi đấy. À, mình trang trí như vậy trông thì nó đẹp hơn đấy anh em nhỉ. Đấy, đẹp chưa anh em? Đẹp chưa? Còn một cái cuối cùng thôi anh em ạ. Chúng ta phải dùng nước để chúng ta lên đã. Nào. Đây nhá.
chúng ta sẽ dùng đến những cái cửa sập nữa anh em ạ, và xây nó bao xung quanh cái thân cây ở trên cùng. Đây này. À, ơi. Nhầm rồi anh em ạ. Thế này này. À, một cái thôi anh em nhá. Ok chưa? Đấy, mình cứ tiếp tục mình làm như vậy đây anh em. Xong cái nhà xong đây anh em. Thế cổng nó khá là đơn giản rồi anh em nhỉ. Rồi anh em ơi. Ngon rồi đấy. Ngon rồi đấy. Thế nhưng mà thật ra là vừa nãy là tôi hơi đần anh em ạ. Vừa nãy cái lúc mà tôi chuẩn bị đồ để tôi xây cổng ấy, là tôi chuẩn bị đồ để xây có đúng một cái cổng. Đáng ra là tôi phải xây thêm một cái cổng nữa ở bên kia kìa. Thôi bây giờ tôi sẽ về nhà và tôi chuẩn bị thêm đồ anh em ạ. Tôi sẽ chuẩn bị đồ để xây thêm một cái cổng nữa ở bên kia, và chuẩn bị đồ để chúng ta xây cái cầu luôn anh em nhá. Ok anh em ạ, thì tôi đã chuẩn bị xong hết đồ ở đây. Đây, bên này là đồ để xây cầu anh em ạ. Thật sự là bây giờ mà tôi chuẩn bị cái đồ tôi xây cái cầu này này, tôi mới thấy yêu cái máy phăm gỗ của tôi kinh khủng luôn anh em ạ. Nó quá là tuyệt vời anh em ạ. Bởi vì để chuẩn bị cái đống lửa trại này là cần cực kỳ nhiều gỗ anh em nhá. Thế nhưng mà cái máy phăm nó cho tôi hết anh em ạ. Quá là phê. Thì theo tôi thấy ấy, cái khó nhất ấy, đó là cái tường đá acid này này. Thì là cái tường này thì đi đào nó khá là lâu anh em ạ. Đấy, chứ còn lại là đều dễ hết anh em ạ. Đấy, đều ngon lành hết. Đây nhá, thì vừa nãy là tôi cũng đã đo rồi anh em ạ. Thì là cái ô ở chính giữa cổng ấy, nó tương ứng với cái đường thẳng này anh em ạ. Đó. Nên là chốc nữa chúng ta sẽ xây một cái cổng, mà cái ở chính giữa cổng thì nó là cái ô này luôn. Thế nhưng mà trước tiên là tôi phải đi đào băng đó anh em ạ. Bởi vì là nếu mà chúng ta mà xây cổng ở đây này thì là nó sẽ khá là gần cái nhà cáo tuyết của tôi anh em ạ. Tôi đào băng để tôi xây rộng cái chỗ này ra đó anh em ạ. Á? Ui chết cha rồi. Tôi quên không băng cái cuốc có độ mềm mại rồi. Quên rồi. Không sao, đây đây. May là tôi có cái xẻng có độ mềm mại anh em ạ. Tôi dùng tạm xẻng cũng được. Thì nó hơi lâu tên nhưng mà thôi anh em ạ. Chứ giờ về mệt lắm anh em ạ. Vừa nãy ra về rồi giờ lại về nó mệt lắm. Ôi anh em ơi, cái này là cái cục băng nén anh em ạ. Thì băng nén là cái màu của nó là nó sẽ khác màu với cái băng bình thường anh em ạ. Thì nó khác màu với cái băng này này. Thế nếu vậy chắc là tôi phải đào chỗ khác anh em ạ. Thì tôi muốn cái băng bình thường ấy. Rồi ok anh em ơi. Tôi thấy vậy có vẻ được rồi đấy nhở. Ui tối thế anh em ạ. Ui tối này trông ghê thật anh em ạ. Tụi nó cứ sợ sợ ấy nhở. Tụi anh em ạ, thôi đi về xây thôi. Bây giờ thì tôi sẽ nối rộng cái này ra anh em ạ. Rồi anh em ơi, tôi thấy cái này có vẻ được rồi đấy nhở. Mà chắc là từ từ để tôi cho rộng hơn nữa anh em ạ. Thì vì thế này chắc là nó vẫn hơi gần anh em nhở. Từ từ. Rồi anh em ạ. Ngon rồi đấy. Nào, chúng xây rồi anh em ạ. Đây nhá. Thì chúng ta đã xây từ ô này anh em ạ. Từ từ để tôi đánh dấu cái. Ô này là tới đây nhỉ. Tới đây nếu vậy chắc là tôi sẽ xây ở tầm này. Rồi anh em ạ, để từ từ ấy ngủ cái đã. Ok anh em ạ, thì chắc là cái đoạn xây cổng này là tôi sẽ tua nhanh nhá anh em. Bởi vì là nãy là tôi xây rồi mà. Chứ để xây vào nữa thì chắc là anh em cũng chả cần xem đâu đúng không? Yeah. Rồi thì đầu tiên là tôi sẽ cầm đồ thôi. À đúng rồi anh em nhá. Vừa nãy là tôi còn có một chuyện nữa mà tôi chưa xây anh em ạ. Tôi quên mất một cái mà tôi chưa xây. Đó là chúng ta sẽ dùng tới những cái hàng rào sắt anh em nhá. Và chúng ta sẽ đặt nó như này này. À, đây. Đặt nó ở cái chỗ này này anh em ạ. Đặt 6 cái vào. 3 cái bên trên và 3 cái bên dưới. Ôi chết sao rồi. Ê, phá cái này đi này. À, đó anh em. Thế này thì trông nó mới giống cổng anh em nhở. Đấy, ngon đấy anh em. Ê, rồi cho tôi qua bên kia và tôi xây thôi anh em ạ.
Rồi anh em ơi, xong rồi này. Quá là đẹp đấy các em ạ. Thế quái nào mà lại có một em gấu đang bơi ở ngoài biển này. Ok, gặp tôi kệ em đi. Vậy bây giờ chúng ta sẽ cùng xây tới cầu anh em nhá. Thì là cái cầu ấy, đầu tiên là chúng ta sẽ dùng cái thân cây các em ạ. Thế nhưng mà tôi phải craft cái đã anh em ạ. Đó. Thì đầu tiên chúng ta chỉ cần 6 cái cửa sập thôi. Nhưng mà chốc nữa ấy, chúng ta sẽ cần thêm rất là nhiều cửa sập luôn anh em ạ. Đây, chúng ta xây nó bắt đầu như này này. Đầu tiên là tôi đặt cái cửa sập ra đã. Đặt 3 cái ra. Ok chưa? Xong rồi nối tiếp với 3 cái cửa sập ấy là 3 cái phiến gỗ. À, mình đặt như vậy anh em nhá. Rồi. Xong rồi xây phiến gỗ dài ra tí cái bài. Đấy, ok chưa? Xong rồi xây lên bên trên. À. Xong rồi đó từ đây này, nối thẳng qua bên kia thôi anh em ạ. Rồi anh em ơi, ngon rồi đấy. À, thì thật sự là cái số lượng của các cái vật liệu ấy là tôi không thể cho anh em được nhá. Là bởi vì là nó còn tùy vào độ dài của cái cầu anh em ạ. Đó. Thế nên là anh em chuẩn bị đồ thì tùy vào cái độ dài của cây cầu anh em nhá. Thì cái đống đồ mà tôi để trong cái rương ấy kìa, nó cũng không phải là cái đống đồ chuẩn 100% đâu anh em nhá. Mà nếu mà chốc nữa mà thiếu ấy thì tôi phải về nhà và tôi lấy thêm đây anh em ạ. Rồi. Kệ đi anh em ạ. Chút thiếu tính sau anh em nhỉ. Rồi nhá. Sau khi mà xong cái này ấy, là bây giờ chúng ta sẽ xây đến những cái tường đá andesite anh em ạ. Đây rồi, tường đá andesite đây rồi. Chúng ta sẽ xây nó cái này này. Đầu tiên ấy là một cái ở đây này. Ok chưa? Một cái ở cái phiến gỗ ở chỗ này. À, xây lên bên trên. Xong xây kéo qua cái phía cái cửa sập. Đây này. Đấy. Xong rồi bây giờ chúng ta phải xây xuống bên dưới anh em ạ. Xây chạm đáy biển luôn đấy. À, úi dồi ôi. Úi dồi ôi, em chào anh. Thằng này láo rồi anh em ạ. Nó dám dọa tôi. Nào. Này, kệ đi anh em ạ. Chứ mà tôi cũng chả muốn giết nó lắm. Xong chúng ta sẽ cứ cách 3 ô anh em nhá. Cứ cách 3 ô là lại xây thêm một cái tường đá nữa. Đó. Và cứ phải xây như vậy anh em ạ. Xây như vậy ở cả hai bên anh em nhá. Tránh này kìa. Rồi. Rồi anh em ơi, tôi xong rồi đấy. À, thì hiện tại thì tôi xây tạm cái này thôi. Chút nữa sau khi mà tôi xây hoàn chỉnh cái cầu rồi thì tôi sẽ xây các cái tầng đá này chạm xuống tận đáy luôn anh em ạ. Và nó sẽ hơi tốn đấy, hơi tốn thời gian và hơi tốn tầng đá luôn đấy. Rồi nhá. Sau khi mà anh em xong cái này rồi này, là bây giờ là anh em sẽ phải dùng tới những chiếc cửa sập. Và anh em sẽ đặt nó vào các cái chỗ trống này này. Đây này. À, thì là nó cứ mỗi cái chỗ này này là đặt 3 cái cửa sập anh em nhá. Cần rất là nhiều cửa luôn anh em ạ. Rồi rồi anh em ơi, xong rồi này. À, nó sau khi xong cái này nhá, thì là bây giờ là anh em phải đóng hết cái cửa xuống anh em ạ. Rồi anh em ạ, sau khi mà anh em xong cái này ấy, bây giờ anh em sẽ dùng tới các cái cổng rào nhá. Và anh em sẽ đặt vào giữa các cái tường đá andesite nhá. Đây này. À, từ từ tôi grab một cái anh em ạ. Cái cổng rào là mình cần, là mình cần rất là nhiều gậy đấy anh em ạ. Rất là nhiều luôn. Thế nhưng mà không sao, nói chung là máy farm gỗ của tôi lo hết anh em ạ, bao hết. Nào, gậy này. Xong rồi mình để gậy ở bên ngoài đúng không? À, để gậy ở bên ngoài thì nó ra cái hàng rào rồi anh em ạ. Phải để gậy ở bên trong hay sao ấy đúng không nhở? Để gậy ở bên trong này, xong rồi gỗ ở bên ngoài. Nhầm rồi anh em ạ, để gậy bên ngoài. Đó. Và gỗ ở bên trong. Rồi anh em ạ, đấy. Tôi sẽ cần cực kỳ là nhiều cái cổng rào luôn anh em ạ. Cực kỳ nhiều luôn đấy. Ok anh em, rồi mình xây thôi anh em ạ. Thì là ấy, cái cổng rào ấy, khi mà nó đứng cạnh cái tường đá là nó sẽ tạo ra một cái họa văn cực kỳ hay anh em nhá. Từ từ anh em ạ. Tôi xây nhầm này rồi. Báo đi đã. Rồi. Xây này anh em ạ. Đấy. Đấy, nó sẽ có cái lên và có cái xuống. Đó. Khá là đẹp đấy các em nhỉ. Đấy, rồi mình cứ xây như vậy thôi anh em ạ.
Ok anh em ơi, ngon rồi đấy. Sau khi mà anh em đã xong cái này rồi này, là bây giờ là anh em sẽ phá đi các cái phiến gỗ ở bên cạnh các cái tường đó. Và chốc nữa chúng ta sẽ thay vào đó là những chiếc cửa sập anh em nhé. Đây, sau đó chúng ta sẽ đặt các cái chiếc cửa sập như thế này đó, và xong mở nó vào anh em ạ. Đó, mình đặt nó chiếu vào cái tường nha anh em. Ok anh em ơi, sau khi mà xong cái này rồi này, là bây giờ là anh em sẽ dùng tới các cái lửa trại nhá, và đặt cực kỳ nhiều bên trên này luôn anh em ạ, đặt nó phủ kín cái đường đi luôn. Đó là lý do tại sao mà tôi có nhiều lửa trại vậy đây anh em ạ. Thôi, bắt đầu đặt luôn thôi anh em ạ, mà từ từ đã. Trước tiên tôi đi ngủ cái anh em vậy, tôi đi ngủ cái cho trời nó sáng cho đẹp anh em. Đó, mình đặt thôi anh em ạ. Ơi, ok nhá. Sau khi mà xong cái này này, là thật sự là môi trường nó cực kỳ ô nhiễm luôn anh em ạ. Quá là ô nhiễm anh em ạ. Thế nên là chúng ta phải dập lửa anh em ạ. Dập lửa ấy, đơn giản là chúng ta dùng xẻng thôi, xong rồi chúng ta chuột phải vào các cái lửa trại. Đó, à, thì chúng ta phải dập lửa hết cả cái đường luôn anh em nhé. Ok anh em ơi, ngon rồi đấy, đẹp rồi đấy anh em. Rồi, sau khi mà xong cái này ấy, là bây giờ là anh em sẽ phải dùng tới các cái hàng rào anh em ạ, và anh em xây nó vào cái tường gạch đá này này, và xây cao lên 2 đến 3 block anh em ạ. Chắc là tôi xây cao nó lên 3 block đi cho đẹp anh em nhỉ, cao ráo đẹp. Từ từ tôi grab cái hàng rào đã. Đây rồi, rồi anh em, tôi xây thôi 3 block đi nhỉ. Mình đứng đây mình nhảy lên là mình sẽ vẫn chạm đầu anh em ạ. À, thì cái này nó mới có 2 block thôi, được rồi, thì nó phải xây 3 block chưa đẹp anh em nhỉ. Thì 3 block đi. Ok anh em ơi, xong rồi đấy. Bây giờ ấy, chúng ta sẽ phải làm cái mái anh em nhá. Làm cái mái là chúng ta sẽ lại dùng cái lửa trại tiếp anh em ạ. Lại là một cái đường đi bằng lửa trại nữa anh em ạ. Thế nhưng mà là cái mái đây, thì chúng ta sẽ xây này này. Đầu tiên là chúng ta dùng mấy cục nào đó, cục tạo được anh em nhá. Xong xây nó ra này. Đó, thế nào nhỉ, để từ từ tôi nhòm thử anh em ạ. Cái mái, à, thì cái mái thì phải bắt đầu từ đây anh em ạ, thì phải bắt đầu từ bên ngoài cái hàng rào anh em nhé. Đó, đây chúng ta sẽ xây cái lửa trại từ chỗ này anh em ạ. Từ chỗ này à, đây thì chúng ta sẽ phải xây cao lên thêm một ô nữa anh em ạ. Chúng ta sẽ xây bên trên cái hàng rào đấy. Đây này, à, phá cục cái đi, ok chưa. Đấy, đây, và xây cái lửa trại này này. Đó, xây nó cao hơn hàng rào một block đây anh em. Xong rồi cứ vậy xây rồi anh em ạ. Ok anh em, thì cái lửa trại này chúng ta sẽ xây nó ngang ra nhá. Mình xây nó ngang ra nó giống với cái bên dưới này này. À, thì nếu mà anh em muốn phá cái lửa trại mà không làm hỏng cái lửa trại ấy, thì anh em dùng cái gì đó mà nó có cái độ mềm mại nhá. À, xong rồi đặt nó ngang ra anh em ạ. Ngang ra này cho đẹp này. Đó. Rồi anh em ơi, tôi xong rồi đấy. Ok anh em ạ, thế này có đúng chưa nhỉ? Thế này là đúng rồi đúng không? Thì tôi xây từ đây là được rồi đúng không? À thôi, từ từ để tôi xây tốt thêm 2 cái nữa anh em ơi. Đấy, xây mái là mình phải xây nó có tâm anh em ạ. Đấy, à, thì mình xây nó dài chứ nhỉ. Xong rồi dùng xẻng là mình múc hết cái này đi rồi anh em ạ. Đấy, đây này. Đấy, đang khá là ô nhiễm luôn đây kìa. Thôi, tôi sẽ phải giải cứu môi trường anh em ạ. Đấy, đấy rồi mình xúc đi rồi anh em ạ. Thế nào mà tôi không xúc rồi nhỉ? Thôi chắc là tôi phải dùng nước và tôi lên rồi anh em ạ. Ok anh em ơi, đẹp rồi đấy. Ngon đấy anh em ạ.
Sau khi mà xong cái này ấy, là bây giờ chúng ta cần rất là nhiều những cái cửa sập đấy các em ạ. Và chúng ta xây nó vào cái hàng, cái hàng này này. Đó. Nó là cái hàng ở bên trên cái hàng rào đấy. Ok chưa? Rất là nhiều cửa sập luôn đấy các em ạ. Mà thế nào có vẻ là tôi hết gỗ rồi anh em nhỉ? Chết cha rồi, tốn gỗ quá anh em ạ. À đây may quá, may quá, may quá anh em ơi. Còn à, tôi lên và tôi xây rồi anh em ạ. Ui, cẩn thận anh em ạ. Cẩn thận chứ không, ôi đừng, ui may quá. Phải cẩn thận chứ không mà nước nó chảy vào cái bột bê tông này là chết cha đây anh em ạ. Rồi anh em ơi, xong rồi đấy. Hình như là tôi nhận ra là có một vài cái nó bị lệch anh em ạ. Đây này, vừa nãy mà tôi xây này là tôi thấy có một vài cái nó bị lệch. Không biết là tôi nhìn có đúng không. Đây này, có phải là cái này thì nó bị lệch không anh em? Đây này, thì là tự nhiên thì nó đang đi một đường thẳng đúng không, tự nhiên tới đây thì nó bị quạch lại anh em ạ. Tôi phá đi anh em ạ, phá đi. Đây này, hình như là cái này nó cũng bị lệch này anh em này. Đó. Và cả cái này nữa này đúng không? Nó có vẻ hết rồi đây các bạn. Có vẻ là có ba cái bị lệch thôi. Đói, ngon đấy. Ngon lại rồi. Ok các em nhá. Ok các em ạ. Cái đường này là nó đang hơi tối đúng không? Bây giờ tôi sẽ cần tới đèn lồng anh em nhá. Thế nhưng mà tôi quên không chuẩn bị đèn lồng rồi. Thế nhưng mà chả sao anh em ạ. Bởi vì trong cái ngôi nhà nấm của tôi là có cực kỳ nhiều sắt anh em nhá. Ở trong nhà nấm của tôi là cái gì cũng có luôn anh em ạ. Đây này, tôi cho anh em xem đây này. Cho anh em xem đây này. Một đống đồ tung tung luôn. Sắt là hình như là tôi để ở trên tầng 2 ấy. Đây anh em nhá. Đây này. Đấy, 10 khối sắt luôn anh em ạ. Hồi trước là tôi mang sắt tới đây xong tôi để quên ở đây luôn đấy anh em. Tôi quên không mang về luôn đấy. Nào, tôi làm đèn lồng thôi. Nói, tôi được khá cái đèn lồng ở đây anh em ạ. Có đẹp không anh em? Quá đẹp luôn anh em ạ. Tôi trông nó cứ giống cái hồi xưa ấy anh em nhỉ. Tôi trông nó cứ giống cái thời Trung Quốc ấy nhỉ. Ok anh em nhá. Bây giờ ấy, đặt đèn lồng là chúng ta sẽ đặt thế này này. Đặt nó vào cái ổ ở giữa nhá. Đấy. Thế này này. Đó. Cả hai bên đều làm vậy anh em nhá. Ok anh em ơi. Sáng rồi đấy. Đẹp ngay anh em ạ. Làm sao mà không đẹp được đúng không? Ngon đấy. Bây giờ ấy, chúng ta chỉ còn một cái cuối cùng nữa thôi. Đó chính là chúng ta trang trí bên trên mái anh em ạ. Nếu mà anh em để ý kỹ là anh em thấy là tôi có lá cây đúng không? Đó. Chúng ta dùng lá cây để trang trí bên trên mái anh em nhá. Và chúng ta sẽ dùng một ít dây leo. Úi dồi ôi. Úi dồi ôi. Trời ơi. Cái con creeper chôn tôi à. Trời ơi, cái nhà của tôi. Nó nổ vậy để còn gì cái nhà của tôi nữa. Cái giường của tôi đâu ấy nhỉ? Đây rồi. Trời ơi. Để từ từ để tôi sửa lại cái chỗ này đây anh em ạ. Rồi. À, thì tôi đã nhặt hết các cái đồ mà nó bị rơi ra ở đây anh em ạ. Chắc là bây giờ tôi phải đào thêm băng anh em ạ. Đào thêm băng để tôi lấp cái chỗ này lại anh em ạ. À đấy, may là tôi còn một chút băng này. Mà hình như là 17 cục thì nó không đủ đâu anh em ạ. Hình như là chúng ta cần nhiều hơn thế anh em ạ. Đúng rồi, có vẻ là không đủ rồi anh em ạ. Rồi, giờ tôi đi đào thêm một chút. Không biết là nó có đủ các cái đồ này của tôi không anh em ạ. Cái này là tuyết đúng không? Có tuyết không? Có bột bê tông trắng này. Nhưng mà tôi cần có hai cục bột bê tông cơ. Mà đây nó cho tôi có đúng có một cục. Nó chôn tôi à. Thế còn tuyết không? Có tuyết không? Mà thực ra tuyết chả cần đâu anh em ạ. Chốc quá tôi lên cái máy pha mà tôi pha một đống nhé mà. Chúng ta chỉ bị thiếu mất một cục bột bê tông thôi anh em ạ. Thôi kệ đi anh em ạ. Tôi đi đào tuyết cái đã. Tôi đào băng cái đã.
Ui dồi, hình như có đứa nào nó ném tôi cái gì đúng không? Wow, 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 wow. Đây là con xác sống đuối nước mà nó có cái cây đinh ba anh em nhá. Khi mà mình giết nó là mình có khả năng là mình nhặt được cây đinh ba đấy. Không biết là hôm nay là tôi có may mắn không. Rút kiếm ra. Từ từ để tôi lên tôi lấy kiếm ra anh em ạ. Từ từ anh ơi, anh đừng ném em. Tôi phải lấy kiếm bởi vì là kiếm của tôi là nó có cái khảm nhặt anh em ạ. Đâu rồi? Thì là cái khảm nhặt là nó sẽ tăng cái tỷ lệ mà cái con đấy nó rơi cái đinh ba ra anh em ạ. Nào, con dậy này, đưa tao cái đinh ba. Nó đâu rồi? Úi dồi ôi, đâu rồi? Đâu rồi? Đây này. Mày này, đau lắm anh em ạ. Cái cây đinh ba là một trong những cái vũ khí khỏe nhất đây em nhá. Ui đau lắm. Có rơi ra cái gì không? Nó có rơi ra cái gì không? Chả thấy nó rơi ra cái đinh ba kìa em ạ. Có vẻ là hardcore thế nên là nó cũng khó rơi ra em ạ. Hơi thốn nhỉ. Không sao anh em ạ, kệ đi. Có vẻ là vận may của chúng ta vẫn chưa tới rồi. Thôi quay trở lại xây rồi anh em ạ. Rồi, bây giờ tôi sẽ lắp băng vào thôi. Có 6 cục à? Nếu vậy tôi bị thiếu mất một cục anh em ạ. Đấy. Thì bị thiếu mất một cục thì tôi đào một cục ở đây đi anh em ạ. Đấy. Ngon luôn nhỉ. Ngon luôn. Ngon đấy, ôi chết cha rồi. Sao mà nó nổ hỏng cả cái chỗ này của tôi rồi. Từ từ tôi sửa lại cái này các bạn. Đặt vào đây này. Đấy, đặt thân cây vào này. Ok chưa? Xong rồi đặt tới cái biển đây. Cái biển. Ok các em ơi. Ngon đấy. Nó lại đẹp như mới. Ok anh em ạ, thế còn cái nhà cáo tuyết này chút nữa mà tôi xây xong cái cầu thì tôi sẽ sửa cái nhà sau anh em ạ. Bởi vì là tôi đang xây dở cái cầu mà. Bây giờ tôi sẽ lên và tôi trang trí bên trên mái cầu anh em ạ. Tôi cần có nước. Tôi cần có nước thì tôi mới lên được. Đây. Đặt nước ra đây này. Á, xong rồi lên thôi. Ngon đấy. Rồi. Bây giờ ấy thì chúng ta trang trí, nói chung là nó cũng đơn giản lắm anh em ạ. Là chúng ta cứ trang trí bừa ấy thì là anh em thích cái nào thì anh em trang trí rồi. Đấy. Phá đi một cái, ok chưa? Xong đặt cái lá sồi vào. Đấy. Thì cứ trang trí theo cái sở thích của anh em thôi. Rồi anh em ấy, ngon đấy. Hả? Thì là thật sự thì nó cũng chả theo một cái trật tự nào anh em ạ. Đấy, để từ từ tôi nhặt lại mấy cái đồ này xong rồi chúng ta cùng xuống dưới và trang trí bên dưới anh em nhá. Ok các bạn, thì là nó có một vài cái chỗ mà là tôi đặt cái lá cây vào chỗ đèn lồng. Thế nên là tôi phải phá đi anh em ạ. Phải đặt đèn lồng vào thì nó mới sáng chứ đúng không? Tôi đặt lại cái đèn lồng đó anh em ạ. Đấy, đặt cái cửa vào này. Con đặt cái đèn ra. À, để từ từ tôi xem nó còn chỗ nào nó bị không anh em ạ. Đây này. Đó. Đấy, mình sửa lại tí các bạn. Đấy, ngon đấy. Nó còn chỗ nào không nhỉ? Hình như là hết rồi đúng không? Hết rồi đây các bạn. Đấy. Ngon đấy các em. Sau khi mà xong cái này, bây giờ chúng ta sẽ làm cho nó tự nhiên hơn nữa anh em nhá. Hay là chúng ta sẽ đặt các cái lá cây nữa anh em ạ. Đặt tôi thế này này. Đấy. Thì là cái đặt bừa thôi anh em. Đó. Rồi đó anh em. Ngon rồi đấy. Bây giờ ấy, còn một cái cuối cùng anh em ạ. Đó là chúng ta dùng các cái dây leo thôi. Và đặt nó vào bên cạnh của các cái này này. Đấy. Thì là anh em thích đặt thế nào thì anh em đặt thôi. Đấy. Tôi thích đặt nó ở phía bên ngoài. Chứ mà ở phía bên trong thì nó chắn cái đường mình đi mà. Hả? Thế nên là tôi đặt nó bên ngoài các bạn. Ok các em ơi. Quá là ngon đấy. Đây này. Xong rồi đấy các em. Hoàn chỉnh 100% rồi đấy. Cầu đẹp chưa các em? Cầu đẹp không? Quá là đẹp luôn. Lại không đẹp đi các em. Quá là đẹp với các em nhá. Sau khi mà xong cái này ấy
là bây giờ là tôi sẽ xây nốt các cái tường đá anti-acid là được. Đó. Và cái phần này là cái phần gọi là khá là thốn đấy. Nhưng mà tôi kệ đi, đi ngủ cái đã anh em ạ. Ơ, thế cái giường tôi đâu ấy nhỉ? Hình như cái giường tôi ở bên này anh em ạ. Đấy, mình đi ngủ một cái, xong sang ngày mới mình xây nốt các cái tường là được. Đâu rồi? Đâu rồi? À đây rồi. Này, thì bây giờ ấy, bây giờ mà xây các cái tường ấy, đơn giản anh em ạ, là mình cứ xây thẳng từ đây này, xây nó chạm xuống đáy biển là được. Wow, wow anh em ơi, thì là cái chỗ này nó khá là sâu anh em ạ. Thế nên là chắc là tôi sẽ xây nó ở tầm này thôi. Vì sao mà cái chỗ này thì là cái chỗ nào mà sâu ấy nhở? Wow, khá là đáng sợ anh em ạ. Ôi. Ấy, chết cha rồi, tôi sẽ nhầm cột rồi anh em ơi. Tôi đang hơi thắc mắc là cái chỗ này thì nó sẽ đưa tôi tới đâu anh em ạ. Nó khá là sâu nên là tôi vẫn đang hơi tò mò một tí. Chắc là tôi đã đặt một cái đèn lồng anh em ạ. Tôi đặt để tôi xem thử xem nó sáng thế nào. Wow, sáng lắm anh em ơi. Đèn lồng là đặt ở dưới biển nhá. Đẹp nhờ, xịn anh em ạ. Khá là sáng đấy. Chắc là tôi đặt một cái đèn lồng vào đấy cho nó đẹp đi em nhở. Ấy, cái này là mình nhìn mọi thứ nó cũng đẹp hơn đúng không nhỉ? Đấy, ngon đấy. Rồi bây giờ là tôi xây nốt các cái còn lại rồi anh em ạ. Tôi thật với anh em là phải công nhận là khi mà xây cái này này mới cảm thấy là nó cho mình cái thời gian thở dưới nước quá ít anh em ạ. Tôi tốn khá là nhiều máu là do là tôi hết oxy anh em ạ. Khá là thốn, tôi mất khá là nhiều thịt đấy. Đấy, không sao, còn có hai cột là xong rồi anh em ạ. Ui sâu thế. À đây 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 đây, đây anh em ạ. Thì là cái cột này đây đúng không? Ê, thì là cái cột này chắc là cột nào vậy? Để từ từ để tôi nhìn lại anh em ạ. Đây này, nó là cái cột thẳng. À thì nó là cái cột chỗ này à? Đây anh em ạ, chỗ này này. Đây này, đấy. Ui sâu thế. Tôi đặt cái đèn lồng ra cho đẹp anh em ạ. Sáng ngay. Tôi phải công nhận là biển đẹp nhỉ anh em nhỉ. Biển trông quá đẹp anh em ạ. Đây này, trông nó quá chill luôn anh em ạ. Quá chill. Rồi, xong rồi xong rồi. Hoàn thành được cái công việc gian khó rồi đấy. Đấy, ngon lành cành đào đây anh em ơi. Đẹp rồi đấy, đẹp rồi đấy. Để từ từ tôi đứng ra xa xa cho anh em nhìn nhá. Đây anh em ơi, sao anh em, cầu đẹp không? Rồi ôi, thế này mà sau này mà dân mà nó tới ở nhờ, chắc chắn là nó thích cái cây cầu này lắm cho xem anh em ạ. Quá đẹp luôn. Ok anh em ạ, thì tôi nghĩ là buổi hôm nay tới đây thôi anh em nhá. Hôm nay là tôi đã thành công xây được hai cái cổng này, và tôi đã xây được một cái cầu mà nối từ cái làng nấm mà tôi qua cái nhà cáo tuyết của tôi rồi anh em ạ. Quá là đẹp luôn. Ok, thì cảm ơn anh em rất là nhiều vì đã xem đến tận đây nhá. Hẹn gặp lại anh em ở video lần sau nhá. Tôi yêu anh em rất là nhiều. Ok anh em ạ, thì sau khi mà làm xong video thì tôi mới nhận ra đó là tôi còn chưa đi thử cái cầu cho anh em xem nữa. Đây nhá, đi phê lắm anh em ạ. Vào cổng này, đấy, xong tới cầu này. Đấy, phê không anh em? Chill không? Quá là chill luôn anh em ạ. Đấy, đấy, đang ban đêm này, trời tối này, xong mình đi trên cầu này, sáng anh em ạ. Xong rồi có cái cần câu nữa nhỉ. Nhất hạng luôn anh em nhá, nhất hạng luôn. Rồi, quá đẹp anh em ạ. Rồi, bye bye anh em nhá.